Hello anh em, đây là mô hình nuôi cà rô. Ê con đó kia ta đập chứ giờ. Đây là mô hình nuôi cà rô kèm theo hệ thống ngăn lọc nuôi ốc bươu đen nhé. Và mình sẽ thử nghiệm nuôi cả cá bảy màu ở trong đây luôn. Đây là cái hồ nuôi cà rô trước nha, có cả một ít diều hồng nhưng mà diều hồng ăn hơi ít. Đây là hồ nhà bạn mình, không phải của mình đâu. Đây, bắt đầu là cái hệ thống hồ trước này, có máy bơm hút từ đây qua. Đây là xả qua hai cái thùng lắng phân này, nhưng mà trên sẽ để một cái thùng xốp để lắng phân trên nữa. Nhưng mà do cái hệ thống lọc của nó hơi bị kín nên phân nước không trôi qua kịp, cho nên là mình giúp đỡ ra luôn. À bạn mình chứ phải mình đâu. Rồi sau khi nước xuống thùng lắng thứ nhất này thì nó trôi qua thùng lắng thứ hai này. Rồi thùng lắng thứ hai sẽ có cái van xả ở đây, thùng lắng thứ nhất cũng có van xả đằng đầu kia nhá. Đấy là để sau này mình xả phân. Rồi qua thùng lắng thứ hai thì nước sẽ qua một cái ống này mình để 42 này. Rồi qua một cái, đây cái này không phải là như vậy đâu nha, đây nó như vậy nè. Đó. Qua đây thì cái phân nó sẽ xuống đây thì mình sẽ lúc nào mình cần dọn ấy, thì mình chuyển bê cái khay này ra mình xả cái phân đi thôi. Rồi cái nước ở trong đây này, đây sẽ qua những cái ngăn lọc như này. Những cái ngăn này sẽ nuôi ốc bươu đen và cá bảy màu nhá. Cá bảy màu thì mình sẽ thử nghiệm trước thôi chứ không phải là nuôi tập trung nhiều đâu. Rồi ốc bươu đen sẽ thả vào các ngăn là 4 ngăn luôn. Rồi trong cái ngăn này mình sẽ để xỉ than tổ ong ở dưới. 4 ngăn đều để hết nhé. Để cho nó lọc nước cho nó trong. Rồi cái nước này nó sẽ qua các ngăn này. Rồi đi về phía bên này. Ai chà. Rồi về phía này thì nó sẽ có một cái ống. Ống này sẽ qua hồ bơi à, hồ 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 bơi của cá lại nhá. Đó. Ở đây có một cái ống đi lên, lý do tại sao để ống này đó là để nó có khí nó vô thì nước nó qua nó nhanh hơn nhá. Thì nó vừa có nước qua nhanh vừa có oxy bên cho cái hồ hồ cá luôn. Đây nước qua này, nước hồ qua thùng nắng thùng trên này, thùng xốp trên này, rồi xuống thùng nắng thứ nhất này, có van xả để sau này xả phân này. Rồi nước thùng nắng thứ nhất qua thùng nắng thứ hai này. Rồi có van xả ở thùng thứ hai luôn. Rồi qua ống 42 nhá, nước sẽ qua một cái thùng một cái khay để lắng phân lần nữa. Rồi nước xuống ngăn thứ nhất sẽ có một cái ống ở dưới đáy này. Ống dưới đáy này nó sẽ thông qua ngăn thứ hai. Rồi qua ngăn thứ ba thì cũng có một cái ống dưới đáy luôn, cũng là ống nối 42 hết nhé. Rồi qua ống thứ ba à, ngăn thứ ba thì sẽ nước cũng lại qua bên này có một cái ống ở dưới đáy nữa luôn. À, rồi qua ngăn thứ tư này thì sẽ nước sẽ trôi qua một cái ống này ống 34. Rồi cuối kia thì để ống 21. Đó là qua lại hồ cá nhá. Thì trong đây là sẽ nuôi ốc bươu đen này. Vừa sản xuất được ốc bươu đen vừa có thể là lọc nước cho hồ cá luôn. Đây là mô hình của bạn mình mới phát triển và nghĩ ra, cho nên là có khả năng cũng chưa biết được là tốt hay không, nhưng mà mình cứ thử nghiệm trước. Nếu ổn thì có thể sau này sẽ tập trung mô hình lớn hơn. Rồi cá bảy màu nữa, cá bảy màu thì sẽ nuôi thử một ít dòng cá tạp thôi để xem nếu mà phát triển thì mình có thể là nuôi số lượng lớn về cá các loại luôn. Cứ mỗi ngăn một loại. Còn nếu mình chia ngăn được thì sẽ nuôi nhiều loại. Rồi ở đây tại sao mình có để bạn mình có để cái lưới trên mặt của cái các ngăn lắng này, lý do là để tránh sốc nhiệt này. Rồi tránh ếch nhái nhảy vô này. Đó. Rồi trên đây cũng có một cái lớp bạt để che nắng nữa. Đấy, để tránh sốc nhiệt cho ốc luôn nhé.
Đấy. Chứ không phải là lúc đầu làm chơi chơi mình nói là để che cho ốc với cá vảy màu khỏi bị ướt. What the hell? Nói chơi chơi thôi chứ thực ra là chống nắng nhá. Và nước mưa nữa, nước mưa nhiều khi nước mưa nó cũng ảnh hưởng đến ốc và cá. Rồi pH nó cũng tăng nữa. Đây. Cái mô hình thì mình sẽ đưa lên trên trên clip nhé. Mình sẽ cho các bạn xem cái mô hình đó. Rồi các bạn cứ xem và tìm hiểu. Nếu mà có ý kiến gì cứ comment dưới clip cho mình với nhé. Clip của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.